大家好，我是阿银，在越南，这里是越南农村。为了能吃上健康，没有任何科技与狠活，没有任何添加剂，纯天然的蔬菜。昨天呢，我们来到这个地方，找了一块菜地。这个地方呢，离我住的小城很近，开摩托车呢，15分钟就能到。大家看一下环境。这块地也是这个村庄特别淳朴一位叔叔家的，他是一位农民，就是因为和茉莉父亲是多年之交，所以借给我们用。虽然我并不了解这家人经济情况如何，但是真的非常热情和善良，这也是我选择在小城生活主要原因。当地百姓看到我这个中国人都特别友善。昨天呢，我是带着礼品过来看的地，看完之后呢，我就相中这块地了。今天呢，以表示我们的诚意，用我们中国礼仪的方式，我想给叔叔2个钱，把这件事情确定下来，这样以后我们使用这块土地就没有那么多顾虑了。同时呢，这件事情我感觉是有必要跟茉莉商讨一番的。现在我去找茉莉。茉莉呢，在前面沙子里乘凉，从叔叔家主卧去往他家这块地，这个路上能看到叔叔家这个厨房。他们家这个厨房非常接地气啊，锅碗瓢盆都是挂在墙上的，越南农村都是这样放锅碗瓢盆的。现在呢，我们先过去找茉莉。哎，茉莉，你挺会找地方的啊。好。这个地方凉快呀。哎，你知道。这个东西能承住2个人啊？都 OK， 可以啊。嗯，不会压塌了吧？嗯。哎呀，哎呀妈呀，滋啦响啊，吓人有点。这个东西呢，咱们中国人有点坐不惯，他们越南人非常喜欢这种吊床，特别是在农村啊，树木多的地方都可以，搭建一个这样小吊床。平时呢，在这里边午休啊。吃完饭的时候呢，在这里边荡一荡，然后刷刷手机，这就是他们的生活。昨天你说这块地叔叔借给我们使用，我认为这样确实不妥。Hôm qua chú nói chú cho chúng tôi mượn mảnh đất này để sử dụng. không sao đâu, hãy yên tâm. Thời buổi này kiếm tiền khó lắm. Thường thì bạn chỉ đối xử tốt với người khác mà không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. 没关系的，请你放心。现在钱多难赚，平时你只对别人好，从来不想想自己。我知道你对我好，替我省钱，但是有些钱是必须要花的。花出去了才会有规矩。Tôi biết bạn tốt với tôi và tiết kiệm tiền cho tôi, nhưng phải tiêu một số tiền thì mới có quy luật. Sau đó hãy cho tôi biết là bạn nghĩ gì trước và để tôi lắng nghe bạn. 那你先说说你的想法，我听听看。第一，这些地不少很多，长期下去怕叔叔变动，那个时候我们发生争执就不好了。Đầu tiên, những chỗ này có rất nhiều, tôi sợ về lâu dài chú tôi sẽ thay đổi. 嗯。Điều này sẽ không xảy ra vì bố tôi có mối quan hệ rất tốt với chú.việc mặc một chiếc quần có vấn đề gì không? 这一点倒是不会发生，因为爸爸和他关系好的穿一条裤子还有其他问题吗？我还有一个想法，就是我们种地有了经验之后，这么大一块地我们肯定自己吃不完，剩下的就可以拿到市场换钱。Sau khi có kinh nghiệm trồng trọt, chắc chắn chúng ta sẽ không thể tự mình ăn hết một mảnh đất lớn như vậy. Phần còn lại có thể đem ra chợ bán.
明白。Nhìn não của tôi kìa, làm sao tôi có thể nghĩ ra được? Hay quá, thế thì phụ nữ chúng ta sẽ chồng một ít. 哇，看我这脑子，我怎么没想到呢？这样好，那到时候我们妇女种一些。妇女种一些是什么意思？就是多种一些吗？多多，很多很多 ，yes。啊。啊。我们自己吃，地主不用给，菜成熟了，卖菜。叔叔心里能平衡吗？ Chúng ta không cần phải trả tiền thuê đất để mua rau chín. Người bán rau có yên tâm không? Yeah. Vậy thì 500.000. 那给50万吧。你开玩笑呢？给50万？这么大块地150块钱，你开玩笑啊？茉莉说：“给叔叔50万就可以，相当于人民币150。这样，我给你拿200万，100万给你爸爸，100万给这位叔叔。”Bằng cách này, tôi sẽ đưa cho bạn 2 triệu, 1 triệu cho bố bạn và 1 triệu cho chú này. OK.Bạn đang làm gì cho bố tôi vậy? Cái của ba bà đang làm nè. Điện thoại. Điện thoại. Nói thật, nếu không có ba bà giúp đỡ, chúng ta cũng không tìm được đất rẻ như vậy. Thành thật mà nói, tôi sẽ không thể tìm được mảnh đất rẻ như vậy nếu không có sự giúp đỡ của bố bạn. I don't know.Vậy thì bạn đừng có ý định đến nhà tôi và đích thân cảm ơn bố tôi. 那你就没想法去我家一趟当面和我爸爸道谢。OK 吗？这样压力有点大呀。等时机成熟之后的时候再说。Hãy đợi đến thời điểm thích hợp.Vì anh không đi thì anh có thể lấy lại số tiền triệu này, tôi sẽ đưa số tiền này cho chú tôi. 既然你不去，这100万你拿回去，这100万我去拿给叔叔。这女孩子怎么说翻脸就翻脸呢？拿着呗。你别走，等我一会儿。本身我的意思是拿100万给茉莉的爸爸作为答谢，结果茉莉呢让我去她家，我现在特纠结，这种事情我真的怕了。在越南，大多数女孩子只要叫你去她家见父母，就说明她喜欢你。能不见老人，尽量别去见。以我现在的状态。和以往的经历，确实不适合谈恋爱，即使谈恋爱了，也是对女孩的一种伤害。这半天没见到小美了，也不知道人跑哪去了。小美啊，小美，这光听到人搁那笑话，人在哪儿了？哇，在这儿了，你跑那儿干啥？天天够淘的了，你来这里干啥呀？注意安全，这木头看着就是糟了，多危险呢！tôi bị đau bụng ở đây và phải ngồi xuống sổm trong nhà vệ sinh. 我在这呢，肚子疼，蹲厕所。你真会找地方，你上水上蹲厕所。tôi đã đi đến túp lều. 我去茅房了。这茅房建在水上，好有特点呐。Túp lều này được xây dựng tốt và độc đáo. Nó được xây dựng trên mặt nước. Và bạn cũng có thể nuôi cá.
且还可以养鱼。耶，养鱼？这不是野河吗？养鱼怎么养？这不是野河吗？又不是鱼塘。làm sao nuôi cá? đây không phải là sông hoang sao? Hãy đến đây để tôi chỉ cho bạn ý nghĩa của việc tiết kiệm thời gian và công sức, không bao giờ phải xả bồn cầu là công nghệ hơn là công nghệ cao. 过来，我给你看看什么叫省时又省力，从来不用冲茅厕，比高科技还科技。不用冲茅厕，比高科技还高科技，真的吗？我看看越南这个农村茅厕到底是什么样子。những con hồ, những con cá dưới hố xí này rất béo và ngon. 茅坑下边的鱼又肥又大。这下边有鱼啊？我的天哪，原来这么回事啊！这鱼能吃吗？ôi chúa ơi, đó là chuyện đã xảy ra. Con cá này có ăn được không?Đây gọi là rau sạch tự nhiên, tất cả các loại rau đều được cho ăn bằng phân bón. Nguyên tắc là ăn được và chắc chắn có hương vị rất thơm và ngon. 这叫纯天然蔬菜都喂肥料，鱼吃点肥料一个原理，能吃能吃，绝对好吃。我操！这真的是让我看到了，感受到了不一样的风土人情啊！这有点滑啊，注意安全。茉莉要求姑姨要呢，茉莉让她送来的。哇，这小女孩是谁呀？cô bé này là ai？ 啊，điện thoại điện thoại。cô ấy chính là con gái của chủ nhà。就是地主家的女儿。哦 ，Hello， 阿梅，新疆。Hello， 新疆。昨天过来时怎么没有看到他呢？tại sao hôm qua tôi đến đây không thấy cô ấy？ 嗯，妹妹，昨天你去哪里了？没看到你呢。hôm qua em gái tôi đi đâu vậy？ à ý là ông hỏi em á, tại hôm qua đi đâu mà ảnh không thấy em á？ à em lên thị trấn bán rau。à thị trấn bán rau. hôm qua cô ấy lên thị trấn bán rau。他昨天进城卖菜了。哦，没想到地主叔叔家小女儿长得真漂亮，眉目清秀的，眼睛好大，跟他爸爸一样。时间不早了，我们也该回去了，兄弟们啊。